Ồ. Yoshida. Đứng nào, đứng nào. The House này, này. Bây giờ chúng ta sẽ chơi sẽ có chương hả? Holy shit. Mình nhớ game này là mình tại demo hay là cái gì đó, đó. Hình như chỉ có một chương chứ làm gì mà có hai chương. Mấy game này là game kinh dị ngắn mà ta. Oh shit. Tại sao lại có chuột ở đây? Nhà nào không có chuột, nhà mình có chuột mà. Ăn chuối với fans. Mấy fan ăn chuối không? Khi... Oh shit, tối có vậy. Switch the electric back on rồi, bật điện lên hả? Oh shit, oh shit. Bật điện chỗ nào? Hello. Bạn đã tìm được một cái lồng đèn nhưng mà bật đèn kiểu gì ta? Use. Ok, thank you. What the fuck? Quay này có bị gì không? Có bị ma cắn hay cái gì không? Phải đường nốt. Cửa đã khóa, cần mình có chìa khóa. Ok, có nút nhảy nè, ngon. Holy shit. Game thật là chân thực mấy fan ạ. Đèn dầu này có pin cho nên mình phải cẩn thận. Đèn dầu mình còn có pin. À lộn, có dầu chứ. What? Chuyện mình ly ở đâu mấy fan không cần quan tâm. Ok. Đã bật được điện. Very nice. Tạm thời cắt này đi, cái gì đây? Mình lượm được cái chìa khóa phòng hả? Ok. Petrol oil là cái gì đây? Cái này có thể sử dụng với đèn để... Nói chung là dầu của đèn. Cửa khóa rồi, bây giờ mình đi đường này. Đơn giản thôi. Shit. Hello? Ủa? À rồi. Nhiệm vụ nó hoàn thành hả? Mình không biết nhiệm vụ là unit investigate, điều tra căn nhà này. Mặc dù nhà có điện nhưng mà chìa khóa này. Doki có thể sử dụng một vài cửa. Có vẻ như không phải là cửa này rồi. Đi qua cửa khác. Hello. Vừa mở được cửa này mấy fan. Oh shit, I'm sorry, hello. Cái thằng đứng ngoài menu kìa mấy fan. Có nút zoom không ta? Hello, my friend. Are you okay? I'm fine, thank you. And you? Súng ở đâu ta? Trong control nó có súng ở đây, mình đâu có thấy súng đâu. Thôi tí quay lại nha, ba nha, tí quay lại nha. Fuck. Cửa được bị khóa rồi. Ê. Hấp. Thuốc này dùng một loại thảo dược hồi được 15 máu. Very nice. I need some gun right now. Cho mình khẩu súng đi my friends. Lies, nói dối. I did not want to do it, sorry. Tôi không muốn làm chuyện đó, xin lỗi. Tắt cái đài trên này giờ ồn quá. Tắt rồi mà vẫn nghe rè 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 rè. Mình đi lục mấy cái tủ này lấy một khẩu súng rồi đó. Oh yes. Fuck. Bottle, một cái lọ oil combined with herbal medicine.
hoặc cảm giác như đang chơi Resident Evil ấy. Kết hợp hai cái này với nhau. Com Spy rồi xong, cái này đầy dầu lại đúng không? Lừa đảo mấy friend, lừa đảo vậy cứt, vậy mà kêu là cái dầu kết hợp với cái dầu này sẽ ra được đầy dầu mấy friend. Quân lừa đảo bây giờ khéo mình kết hợp hai cái này với nhau mất luôn thuốc hồi máu này. Combine à vẫn ra này. Herbal Medicine hồi lại 50 máu luôn. Very nice. Nhưng mà tiếc là cái đèn của mình sau khi đổ dầu vào, hình như mình đổ trượt hay sao á, đổ xuống đất hết rồi hay sao á, đèn dầu hết sạch rồi. Mấy friend không thấy rồi, để mình làm sao cho mấy friend thấy. You see that? Do you see that? Đó, dầu dầu nằm sau lưng mình á. Nhưng mà tiếc là hết dầu rồi, mình đổ rồi xuống đất hết rồi. YOLO đi mấy friend. Người ta hay nói là cái gì, cách để đối mặt với nỗi sợ hãi của mình đó là lao vào chích nó, lao mình vào đó mấy friend ạ. Nếu mà mấy friend từng đọc mấy câu châm ngôn về cuộc sống, với lại xem mấy bộ phim dạy về cuộc sống, hoặc là nghe những cái câu nói về cách mình dạy cho mấy friend cách để về sống ấy, thì đó là cách chúng ta đối mặt với sự sợ hãi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đà này. Gì yeah. Từ đứa nó xô xô mình thấy lắc lắc. Giờ mình sẽ lấy đà và mình lao thẳng vào nó. Ok, 1 2 3. Ok, nhắm mắt lại nín thở này. Thôi 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 thôi. Sao tiếng đổi nhạc vậy? Fuck, từ từ mấy friend ạ, chờ xíu, mình đến đó tự nhiên mình thấy hơi mất trấn một tẹo. Mấy friend thấy hơi lag không? À, game hơi lag, để mình cho đồ họa nó thấp xuống. Nào, đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình nha mấy friend. Sống lên! Sao con chó này không chạy? What the fuck, mình tưởng đến đây là nó phải làm gì, nó lao đến mình thì mình còn chạy chứ. What the fuck, sao nó vẫn đứng đơ đơ ra vậy? Con này bị... hay là con này bị đuối? Mày đuối à? Hello? Có quái mà nhìn xuống đất ghê vậy. Kiểu ăn mặc này mình không vui rồi đấy, mình không hợp rồi đấy. Không chơi được, không thân được. Trai gái đã biết. Shit, I'm sorry. What are you doing? Xin lỗi my friend. Bản năng vô cực, bản năng vô thức. Bà mẹ nó tự nhiên mình đưa cái chân xuống cái vô lăng làm kẹt. Đau quá my friend ơi. Tại vì mình cắm sẵn cái vô lăng để tí nữa chơi game lái xe ấy. Còn mình lại để cái ngón chân của mình ở dưới cái bao vô lăng ấy, à lộn, dưới cái bàn đạp ấy. Một lúc mình la lên mình đá một phát cái ngón chân của mình nó vập lên một phát. Holy shit, bị tổn thương chân rồi, bị chấn thương chân rồi. Máu không, bây giờ còn 100 là máu, bây giờ còn 85 thôi. Game nó không hiển thị, đúng rồi, máu của mình ngoài đời là còn 85 thôi. Ế, con nó chạy kiểu quái gì hay vậy, rào lại hết rồi mà. How did you do that? Giờ không có đèn nữa, tối thui rồi. What the fuck is this? Oh, ngon. Đúng lúc cái đèn kia hết pin thì đèn này, à lộn, đèn kia hết dầu thì bắt đầu có đèn này. Oh shit, đèn này cũng có ấy mấy friend ơi. Đèn này cũng có pin, chơi lẹ chứ. Đèn này cũng có pin. Not funny, không giỡn được đâu. Không giỡn mà hồi hết pin là GG đấy. Vặn thử cái này nha. Mấy friend biết vặn cái gì đó, mình chỉ cho mấy friend biết là mình đang vặn cái gì, ok? Mấy friend biết sợ nhất cái gì trong lúc vặn cái đó? Sợ cái đứa nào nó bóp đít một phát. Vặn nó để làm gì thì có chúa mới biết được. À, thì là cánh cửa nó như nhau mà. Cái cửa này với cái cửa kia khác gì nhau đó. Đây là cái chỗ mình bật điện thôi, không có gì hết. Giờ để mình thử combine xem nó có ra gì không nha. Hay chỉ là một cú lừa. Com spy. Vãi cứt, cú lừa của thế kỷ my friend ạ. Thế bây giờ mình use com spy again. Hả? Ủa, bây giờ thì lại được. Hello? À thì ra này giờ mình có thể dùng tay không, mình nghĩ cái này à. I don't know that. Đừng ngu em nha. Chỉ là một người... người gì nhỉ? Bây giờ mình phải giới thiệu bản thân mình như thế nào? Vào game có cốt truyện mẹ đâu mà biết bây giờ mình là người như thế nào? Chỉ là một người bình thường thôi, nói vậy đi. Người bình thường đang đi... đang đi đâu đây? Mình cũng biết mình đang đi đâu luôn mấy friend ạ. Bây giờ phải giới thiệu bản thân như thế nào? Em là một người bình thường đang đi dạo à?
tình thấy nhà đẹp quá, em vào em fucking hell my friend. Hết pin rồi. Tắt đài đi mày, ổn quá. Hết pin. What the fuck? Tắt đài này, đài khác lại mở lên. No 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 no. Có cái gì không? Cho cái gì pin coi. Pin cho được 2 cục, đi một đoạn đường 5 mét hết pin. There is no end and never would be. Chỉ không có kết thúc và không bao giờ có kết thúc hả? Ok, ok. Ok. Đèn pin bây giờ cầm cho đẹp chứ bây giờ không có tác dụng gì hết. Hello? Oh shit, hết game mấy phần này nào. Mừng quá. Mừng mực là mừng. Support the developer, hỗ trợ nhà phát hành game. Rất tiếc. Oh shit. Thank you my friend. Thank you. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Now we blasting off into the ozone. The way we kick it in the dojo was local for sure, though we did.